Shop gốm sứ trang trí xin giới thiệu với mọi người một mẫu bình họa tiết tứ đại mỹ nhân bao gồm 4 chiếc như mọi người đang nhìn thấy. Bình có chất liệu hoàn toàn bằng sứ, sử dụng để bày cảnh trang trí trong nhà hay là để cắm hoa đều rất là đẹp ạ. Bình có chiều cao là 25cm và chiều ngang là 8cm mỗi bình. Bên shop có nhận ship COD trên toàn quốc. Khách hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Nếu khách hàng nào có nhu cầu đặt hàng sản phẩm, xin vui lòng gọi điện theo số hotline 0983302098 để đặt hàng. Xin cảm ơn ạ.